Em chào cả nhà nhé. Hiện tại đang là phiên trưa của ngày mùng 2 tháng 5 năm 2020. Đây, trưa nay nhà em vừa mới cập bến được một ít cái hàng Thái và cái hàng một số cái hàng thân thòng quần trọng. Lúc nữa thì em sẽ lên báo giá chi tiết cho mọi người. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên em là 0981 550 768 hoặc 0817 892 229. Địa chỉ vừa lan nhà em là đối diện số nhà 1010, đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định ạ. Và bên cơ sở lan nhà em thì có nhận ship hàng toàn quốc. Khi mà các bác nhận hàng mới phải thanh toán tiền. Toàn bộ đơn hàng bên em thì đều không bao ship mọi người nhé. Phí ship thì nó sẽ dao động khoảng tầm 33 đến 60 nghìn một thùng hàng ạ. Nó còn phụ thuộc vào cái cân nặng nhé các bác nhé. Đây, sau đây thì em sẽ đi vào báo giá chi tiết từng loại một với mọi người này. Van đã thái cả nhà nhá. Đây, cái dòng này van ở quanh năm luôn này. Một chậu như này thì em bán là 140. Mặt hoa sổ số nhá cả nhà nhá. Đây, trung bình một chậu này nó cứ dao động khoảng tầm 13 đến 15 cặp lá. Đây, chiều dài này. Chiều dài này thì cứ xấp xỉ khoảng tầm 35 cm. 35 đến 40 cm một chậu nhá cả nhà nhá. Hàng lá xếp to đẹp luôn. Bông cái dòng này thì không phải giới thiệu nhiều, mặt bông nó cực kỳ to luôn đây này, một loạt mặt hoa nhá, một loạt mặt hoa của Vanda này. Ở đây lấy cho các bác xem cái ảnh bông vừa rồi nhà em chụp ở bên Thái á. Đây, đây nhá cả nhà nhá. Đó. Sở dĩ làm sao mà nhà em không lấy cái hàng nó đang có nụ, vì là cái hàng Vanda này này, cái hàng nụ ấy ạ, vận chuyển về nó rất là dễ bị xịt. Cái nụ nó rất là dễ bị xịt nhá. Gần như là 10 chậu Vanda này mang về đây thì nó xịt đến 8 chậu rồi. Như thế về rất là uổng, rất là phí. Cho nên em nhập cái hàng này về. Mà cái hoa Vanda này thì nó ra quanh năm luôn. Một năm nó phải ra đến tầm 4 mùa hoa, 4 đợt hoa đấy ạ. Một năm ra tầm 4 đợt hoa nhá. Đây này, mặt bông to luôn, to đẹp nhá. Cây này, cây nó cũng rất là đẹp luôn. Chưa cần nhìn thấy hoa, nhưng mà các bác nhìn thấy cây này của nó này. Rất là đẹp nhá, mà giá thành rất là hợp lý luôn. 140k một cây là chưa có phí ship nhá cả nhà nhá. Đó. Cái hàng này nó là cái hàng dễ gió. Nhiều khi là về nhà mọi người có một cái rễ, có một số cái rễ nó sẽ bị gãy. Nhưng mà mọi người yên tâm nhá, nó không làm sao cả. Đây này, vì ở nhà em những cái rễ già, rễ khô này, em thường thường em cắt đi để cho cái rễ non nó, để cho nó phát triển được cái rễ non nhá, mà cây nó cũng khỏe hơn. Để cái rễ già này nó cũng không giải quyết được cái gì cả. Đẹp long lanh nhá, đây này. Trầm tráng nhá cả nhà nhá. Trầm trắng này, nhà em bán là 260k một chậu. Đó, hàng thuần năm thứ hai nhá, hoa trắng muốt luôn. Đây, để lấy cho mọi người xem cái mặt hoa luôn. Đây, mặt bông của nó này, trắng bóc luôn nhá. Cái dòng này thì hoa của nó rất là thơm và bền, tương đối bền đấy ạ. Trầm thì đợt này là em có hai loại, thế nhưng mà cùng một giá tiền là 260k nhá. Đây, vì sao nói hai loại ạ? Đây, có một chậu này, em có hai loại chậu. Một chậu nó sẽ có hai thân thôi, nhưng mà thân của nó dài, nó sẽ dài được khoảng tầm 20 đến 25 cm một thân. Một chậu hai thân đấy ạ. Và một chậu thì thân của nó là, mọi người cứ hình dung nó như kiểu là cái mầm gốc nó đang phát triển đấy ạ. Thì một thân của nó chỉ được khoảng tầm 5 đến 7 cm, nhưng mà một chậu đấy thì nó có khoảng tầm 5 thân nhá. Đó, có hai loại này, nhưng mà giá tiền bằng nhau, 260.000 một chậu, chưa bao gồm phí ship nhá các bác nhá. Đây, chậu hai thân thì thân dài tầm 20 đến 25 cm, còn chậu tầm 5 đến 7 cm đấy ạ. Thì là một chậu nó sẽ có khoảng tầm 5 thân như thế này ạ. Đó, cái này thì tùy vào sở thích của mọi người nhá. Còn toàn bộ 100% chậu nào cũng vậy ạ, cả chậu ngắn chậu dài thì khi mà đến cái tầm mà nó phát triển đến cái tầm cây trưởng thành ấy ạ, thì nó sẽ xấp xỉ khoảng tầm 1 m. 1 m đến 1 m 2 nhá cả nhà nhá. Đây. Một cái mặt hàng tiếp theo nữa là cái hàng chớp Mỹ nha các bác nhá. Chớp
Chợt mi này là 450k một thân. Em có cả chậu một thân lẫn chậu hai thân này. Đây mặt hoa của chợt mi đây. Cánh hoa có hình tia chớp nhá. Tím này. Tím trắng nhá. Cái dòng này thì bông của nó cực kỳ to luôn. Đây, chậu một thân này. Chiều dài thân của nó thì nó cứ dao động khoảng tầm 40 đến 50 cm nhá, 40 đến 50 cm. Và khi mà cây này nó phát triển hết tầm ấy ạ, nó phải được khoảng tầm 1m3 nhá các bác nhá. Đây này, cây đang ở trên đà phát triển nhá. Đó. Toàn bộ những cái hàng này nó đều là cái hàng thuần năm thứ hai này. Em sẽ lấy cho mọi người xem một cái chậu hai cây đây. Chậu hai cây này. Hai cây tương đối đều nhá. Cái chậu hai cây này thì em có hai loại, một loại chậu hai cây đều nhau như thế này. Và một cái loại đây, chậu hai cây đây. Một cây một thân ngắn một thân dài nhá, như thế này ạ. Đây để đặt xuống này cho mọi người nhìn. Một thân ngắn một thân dài này. Đó. Đây đợt này nhà em về được cái trầm rồng đỏ nhá. Bao la bát ngát luôn này. Cái hàng đợt này về thì nó nhỏ hơn cái hàng đợt trước, cho nên là giá nó cũng sẽ nhẹ hơn trước rất là nhiều nhá. Một chậu rồng đỏ như này em bán là 260k một chậu ạ. Trung bình một chậu nó sẽ có hai thân. Mà một thân của nó thì nó cứ sấp xỉ khoảng tầm 15 đến 20, có thể là 25cm một thân nhá đây ạ. Đây này em phải gói sẵn như thế này này, để khi vận chuyển cho mọi người nó không bị rơi rớt cái giá thể ra nhá. Trầm rồng đỏ này. Một cái dòng hoa nó rất là sai bông. Gần như là hoa nó phun từ gốc đến ngọn nữa cả nhà nhá. Nó có màu sắc hoa là màu tím đậm này. Cực kỳ đẹp luôn. Cái dòng trầm này thì không phải bàn về hương thơm rồi, nó cực kỳ thơm nhá. Cực kỳ thơm và bền ạ. Rất là đều cây nhá, rất là đều cây luôn. Một chậu hai thân. Đó. Chiều dài trung bình thì nó cứ dao động khoảng tầm 15 đến 20 hoặc là 25 cm nữa cả nhà nhá. Hoàng thảo kèn rừng Lai Châu nhá cả nhà nhá. Hàng thuần năm thứ hai này, 450k một chậu. Đây. Trung bình một chậu này thì nó sẽ dao động khoảng tầm 8 đến 10 thân, 100% là thân hoa. Những cái phần thân hoa cũ này, thân già này, để em đã cắt sát cho mọi người rồi nhá. Hàng này thì nó là cái hàng thuần rồi, cho nên về mọi người chỉ việc treo lên và chơi thôi. Đây, mặt bông của đây, bông tím đậm nhá. Trung bình cứ một cái mắt hoa ấy ạ, thì nó sẽ có khoảng tầm 2 đến 3 bông, bông tương đối to. Cái dòng này chơi rất là bền. Hoa lâu tàn nhá. Đó. Cực kỳ đẹp luôn. Xanh mướt luôn nhá. Ngọn nó thì đây, giới thiệu kỹ một chút về cái dòng này. Cái hàng này thì nó sẽ một chậu của nó xen kẽ cả ngọn dài lẫn ngọn ngắn nhất cả nhà nhá. Em không có một cái chậu nào mà ngọn nó đều tăm tắp đâu. Chậu nào nó cũng sẽ như này, dài ngắn xen kẽ nhau. Mầm gốc thì đang bắt đầu này, mầm gốc này phát triển rất là mạnh luôn nhá. Đây các bác nhìn này, mầm gốc còn phát triển rất là mạnh luôn. Cái hàng này thì lưu ý với mọi người, khi mà em đóng hàng gửi đi cho các bác ấy, thì thường thường là em sẽ cắt nước của nó một ngày, 1 đến 2 ngày rồi em mới gửi cho các bác nhá. Để tránh trường hợp đường cái hàng nó vận chuyển đi đường nắng mà thời gian nó mất độ khoảng tầm 3-4 ngày thì cây nó sẽ dễ bị hỏng nhá. Cho nên là em sẽ cắt nước từ 1 đến 2 ngày trước khi gửi cho mọi người. Em về bổ sung cái giả hào pháp cho cả nhà nhá. Giả hào pháp dòng hoa Tết này. Đẹp chưa? 320k một bảng cả nhà mình nhá. Mặt hoa đây ạ. Tím đỏ nhá. Cái này nó là màu tím đỏ này. Hoa nó tương đối sai đấy. Tương đối sai. Gần như là phun từ gốc đến ngọn luôn. Cái hàng này nó là cái hàng thuần năm thứ hai nhá các bác nhá.
Đây, cái đợt này về thì em có hai loại, sẽ phải quay chi tiết cho mọi người này. Một loại là nó giống cái đợt trước em bán, là trung bình một bảng như thế này, nó sẽ có 6 thân. Đây nhá, trung bình một bảng như này nó sẽ có 6 thân này. Đấy, cái này nó giống cái loại đợt trước này. Đợt này về này, một bảng này này, nó có nhiều thân hơn nhưng mà thân nó lại ngắn hơn nhá. So sánh luôn hai bảng, một cái bảng 6 thân cho mọi người, cái bảng 6 thân thì thân nó dài. Đây, và cái bảng nhiều thân này thì thân nó sẽ ngắn hơn này. Đây nhá mọi người nhá, so sánh luôn với các bác này. Đây là bảng nhiều thân này thì thân ngắn này. Bảng 6 thân, trung bình 6 thân một bảng thì thân nó sẽ dài hơn nhá. Còn tất cả 100% bảng nào này, nó cũng thân nó cũng tím đậm như thế này nhá. Hai bảng thì giá đều bằng nhau, giá tiền bằng nhau, 320k một bảng nhá. Đấy. Cái hàng này nó là cái hàng thuần rồi cho nên nó cực kỳ dễ chăm sóc. Đối với cái thời tiết mùa hè nắng nóng này thì một ngày mọi người tưới nước 2 lần cho em. Một tuần mọi người tưới B1 một lần. Và đặc biệt là ở mỗi cái bảng này nó đều đã có một hộp phân. Có những bảng thì nó là hộp, có những bảng thì nó là túi đấy ạ. Thì khoảng tầm 2 đến 3 tháng mọi người thay cái hộp phân này một lần cho em nhé. Đấy. Có một cái lưu ý nho nhỏ nữa muốn nhắc mọi người là cái hàng này này nó rất là tươi, dễ gãy. Cho nên là trước khi mà em đóng gửi hàng cho mọi người ấy, thì thường em sẽ cắt nước của nó một ngày. Để cắt nước một ngày ạ. Đây, để trong cái trường hợp mà nắng nóng nó ở trong thùng nó bí ạ, chuyển vào cái khu vực miền trong ấy thì có thể là nó sẽ đi từ 3 đến 4 ngày thì nó sẽ dễ bị gây thối nhũ nhá, cho nên là bắt buộc em sẽ cắt nước. Nên là khi mà mọi người nhận hàng ấy thì cây nó sẽ bị cái tình trạng nó hơi xuống nước một chút nhá. Nhưng mọi người yên tâm này, đấy không phải là bị chết mà là nó bị xuống nước thôi. Các bác để ra ngoài dâm mát cho em khoảng 2 ngày. Sau đó mọi người tưới nước thì cây nó sẽ bắt đầu nó dần dần hồi phục từ ngày thứ 7 trở đi nhá. Đây. Em chào cả nhà nhé. Hôm nay nhà em vừa mới cập bến một cái lô hàng thân thòng này, đẹp mỹ mãn luôn nhé. Đấy. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên em là 0981 550 768 hoặc 0817 892 229. Địa chỉ vườn lan nhà em là đối diện số nhà 1010 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định ạ. Bên cơ sở lan nhà em thì có nhận ship hàng toàn quốc, khi mà các bác nhận hàng mới phải thanh toán tiền. Và toàn bộ đơn hàng ở bên nhà em đều không bao ship mọi người nhé. Phí ship thì nó sẽ dao động trong khoảng tầm 33-60 nghìn. Nó còn phụ thuộc vào cái cân nặng của cái đơn hàng đấy nữa ạ. Đây, sau đây thì em sẽ đi vào báo giá chi tiết từng mặt hàng một đến mọi người này. Đây, cái mặt hàng đầu tiên này, nó là cái giả hạt 5 cánh trắng mắt hồng cả nhà nhé. Hàng này thì em bán là 300k một chậu một thân. Mặt hoa này cả nhà này, bông to nhé. Hàng này nó rất là sai bông, hoa nó sẽ nở từ phun gốc đến ngọn nhá. Bông to, mặt hoa cực kỳ sắc nét luôn này. 5 cánh trắng mắt hồng nhá cả nhà nhá. Giả hạt 5 cánh trắng mắt hồng. Đây, em sẽ quay chi tiết cho mọi người. Cái hàng này này thì một thân của nó, một chậu một thân của nó đấy ạ. Nó sẽ dao động khoảng tầm 5 đến 60 cm một thân nhá. Đây, em không chuẩn bị sẵn thước nên là em sẽ đo bằng găng tay cho mọi người này. 5 đến 60 cm một thân này. 300k một thân nhá. Hàng thân mập này. Đẹp cực kỳ luôn. Và cái hàng này này, nó phát triển được, có nghĩa là đến cái mức cây trưởng thành của nó thì nó phải được tầm khoảng tầm 1m2 nhá cả nhà nhá. 1m2. Đây, chậu một thân này, 300k này. Ngoài ra em còn có những chậu 2 thân như này nhá. Đây này, 2-3 thân như này này. Đây. Một chậu 2 thân như này em bán là 550k. 550k một chậu 2 thân nhá. Những cái chậu 2 thân như này này thì nó chỉ trung bình được khoảng tầm 45 cm thôi nhá cả nhà nhá. Đây, hai. Đây, nhà em còn có những cái chậu thân nó dài như này này. 80 đến 90 cm nhá, 80 đến 90 cm này em đứng lên quay cho mọi người này. Đấy. Đây, phải đo hai cái với nhau. 80 đến 90 cm này. Những cái chậu cao như thế này thì em bán là 370 nhá.
Còn lại là trung bình là em bán là 300 một chậu một thân. Trung bình, chiều dài trung bình của nó là khoảng tầm 50 đến 60 cm. Và cây này khi mà nó đến cái mức độ cây trưởng thành thì nó sẽ được khoảng tầm 1m2 nhá. 1m2 ạ. Chậu một cây này 300. Chậu hai cây là 550 nhá. Còn những cái chậu một cây thân dài như thế này em bán là 370k. Đây, thân dài như thế này nó xấp xỉ tầm 90 cm đấy ạ. Hàng lá mít thân nù nhá, cực kỳ đẹp luôn. Mặt hoa này mọi người nhìn cái mặt hoa này của nó yêu chưa? 5 cánh trắng mắt hồng nhá. Sắc nét này, bông to này, đây này các bác nhìn này, cái bông của nó cực kỳ to luôn này.